Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục theo dấu đơn thư là phóng sự cơ sở chế biến lâm sản lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Tiếp đó trong mục câu chuyện pháp luật là nội dung tăng cường công tác hướng nghiệp tuyển sinh quân sự. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc để xử lý những sai phạm trong việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của cơ sở chế biến lâm sản trên tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới thuộc địa phận xã Tức Chanh, huyện Phú Lương. Thế nhưng, cơ sở kinh doanh trên vẫn tiếp tục vi phạm các quy định về hành lang đường bộ, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại km 81 cộng 900 trừ 950 trên tuyến Thái Nguyên Chợ Mới thuộc địa phận xóm Đồng Danh, xã Tức Chanh, huyện Phú Lương. Hàng ngày, cơ sở chế biến lâm sản của gia đình ông Nguyễn Viết Thiện tập kết nguyên liệu để chế biến, thân gỗ được cắt thành từng đoạn, vỏ gỗ được xếp chồng thành đống nối tiếp tràn ra vỉa hè. Không những vậy, mỗi lần thực hiện việc bốc rỡ vận chuyển nguyên liệu, những xe vận chuyển chuyên dụng của cơ sở này đi xuống cả lòng đường, kèm theo vỏ gỗ rơi vãi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia giao thông của các phương tiện khác. Là đơn vị khai thác quản lý tuyến, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới đã nhiều lần đến nhắc nhở, lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở dừng vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu. Thế nhưng, chủ cơ sở này vẫn thực hiện vi phạm, làm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và công tác quản lý. Tình trạng vi phạm hành lang và cái tình trạng là lấn chiếm là cũng thường xuyên xảy ra. Thì tất cả những cái trường hợp đấy đều được đơn vị phát hiện và xử lý. Ví dụ như cái đơn vị vừa rồi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và văn phòng quản lý đường bộ 1.4 đã sự lập biên bản và xử lý rất nhiều lần cái chỗ mà người ta bày bán gỗ lạt ra đường tại cái mét 81 cùng 900. Riêng cái nhà ông Nguyễn Viết Thiện thì đơn vị cũng đã phối hợp với địa phương với văn phòng 1.4 là lập biên bản rất nhiều lần, cũng đến 3-4 lần. Với vai trò, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới cũng thường xuyên đến vận động, làm việc với các hộ gia đình vi phạm hành lang đường bộ, đề nghị người dân tự nguyện dọn dẹp, tháo dỡ công trình lấn chiếm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền kết hợp với tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới, hiện nay đối với trường hợp vi phạm của gia đình ông Thiện mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản vi phạm. Việc xử lý vi phạm hành chính thì đơn vị không có thẩm quyền. Vì vậy, chế tài chưa đủ sức răn đe nên cơ sở này vẫn tái diễn vi phạm. Cái thẩm quyền xử phạt hành chính thì đơn vị lại không có thẩm quyền. Thế nên là cái công tác quản lý cũng còn nhiều cái bất cập, khó khăn. Chúng tôi cũng mới phối hợp để lập biên bản và báo cáo. Còn cái việc xử lý như thế nào thì lại xin ý kiến của các lãnh đạo các cấp ở cao hơn. Cũng theo đơn vị quản lý, hiện nay cơ sở chế biến lâm sản của gia đình ông Nguyễn Viết Thiện không chỉ tập kết vật liệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, mà thời gian qua, ông Thiện còn tự ý san lấp, đổ bê tông qua rãnh dọc đường bộ, sử dụng đất không đúng mục đích. Hành vi này đến nay chưa bị chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn liên quan xử lý dứt điểm. Đối với chính quyền địa phương, mặc dù đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân cũng như văn bản của công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới về việc phối hợp xử lý tình trạng vi phạm nói trên. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương cũng đã nhắc nhở, song chủ cơ sở không chấp hành, gây khó khăn cho công tác quản lý của địa phương. Đối với cái nội dung về đất để mà sử dụng, để mà tập kết thì nó là một phần là nằm trên cái diện tích đất hành lang của đường bộ. Đấy. Một phần nữa là cũng là có một diện tích đất nông nghiệp. Thì đối với nội dung đất nông nghiệp thì Ủy ban nhân xã cũng đã xử lý và hiện nay thực hiện theo cái kết luận của thanh tra tỉnh Thái Nguyên về thanh tra huyện Phú Lương. Thì xã đang lập kế hoạch và sẽ thực hiện từng bước để khắc phục các cái nội dung của thanh tra. Trong đấy có hộ gia đình ông Nguyễn Viết Thiện. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ thực hiện các cái biện pháp cương quyết hơn
đảm bảo được cái việc sử dụng đất cũng như là đảm bảo được kinh doanh cũng như là môi trường và không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các bà con nhân dân ở xung quanh. Tại Nghị định số 46 năm 2016 của Chính phủ đã quy định rất rõ về việc sử dụng lòng đường, lề đường hay vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh là hành vi nghiêm cấm. Theo đó, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và buộc phải dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép hoặc thu dọn rác, vật tư, vật liệu, hàng hóa, máy móc và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra. Thực tế hiện nay, trên tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới cũng còn một số cơ sở kinh doanh sản xuất vi phạm mà chưa được xử lý dứt điểm. Vì vậy, việc giải tỏa vi phạm hành lang đường bộ, lập lại trật tự an toàn giao thông rất cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Qua đó tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, sĩ quan quân đội chính là những người trực tiếp huấn luyện, đào tạo và chỉ huy bộ đội chiến đấu trên chiến trường. Chính vì vậy, để có nguồn cán bộ, sĩ quan tốt, các nhà trường quân đội đã chủ động phối hợp với các địa phương, trong đó có Thái Nguyên. Việc làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự cho học sinh ở các nhà trường sẽ là điều kiện tiền đề để có được nguồn nhân lực tốt nhất cho quân đội. Ghi nhận tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm 2024, thành phố Thái Nguyên là địa phương được Ban tuyển sinh quân sự tỉnh chỉ đạo làm chức nội dung tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự tại trường trung học phổ thông Gang Thép. Trên cơ sở đó, các địa phương khác rút kinh nghiệm triển khai. Tại đây, các em học sinh đã được nghe giới thiệu về các nhà trường quân đội, phương thức chỉ tiêu, đối tượng, khu vực, tiêu chuẩn tuyển sinh. Công tác giáo dục hướng nghiệp nghề của đối với trường trung học phổ thông Gang Thép thì chúng tôi luôn luôn rất là quan tâm, mà bởi vì đây chính là cái giúp cho học sinh cái hướng đi đầu ra cho các em sau khi các em tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng tôi thấy rằng là cái chương trình mà tuyên truyền về công tác tuyển sinh cho quân đội đối với các em học sinh khối 12 trường trung học phổ thông Gang Thép chúng tôi thấy rất là ý nghĩa. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua cái chương trình này là các em hiểu hơn trong cái con đường mà các em lựa chọn, đặc biệt là con đường khi mà các em mong muốn vào các trường quân sự. Không chỉ chủ động tuyên truyền, tỉnh Thái Nguyên còn phối hợp với các nhà trường quân đội giải đáp những thắc mắc của học sinh. Qua đó, các em học sinh không chỉ hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh, đào tạo của các học viện, nhà trường trong quân đội, mà còn nhận thức sâu sắc hơn về vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chương trình tuyển sinh quân sự năm nay thì giúp ích rất nhiều cho chúng em, đặc biệt là những bạn có nguyện vọng theo học các trường quân sự ạ. Bởi vì là khi các bạn định hướng được nhưng mà còn chưa hiểu rõ về cái ngành học mình đang học ạ, thì chương trình này rất có ích đối với chúng em ạ. Thực tế, những năm gần đây, số thí sinh đăng ký thi tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội đã giảm đáng kể. Nguyên nhân chính là do cơ chế thị trường cùng với công tác tuyên truyền, định hướng tuyển sinh quân sự chưa kịp thời, dẫn đến nhiều em học sinh thiếu định hướng từ việc rèn luyện thể chất, học vấn và nhất là khối ngành đăng ký tham gia. Với việc tăng cường công tác tuyên truyền không chỉ giúp các em học sinh có được định hướng ngành, nghề học chính xác, mà còn biết mình sẽ được đảm bảo những chế độ quyền lợi như thế nào khi trúng tuyển. Thí sinh mà khi trúng tuyển đào tạo vào các học viện nhà trường ở trong quân đội thì được quân đội bảo đảm về ăn, ở, mặc và phụ cấp hàng tháng và không phải đóng học phí. Được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho học tập. Sau từng năm học thì những học viên xếp loại xuất sắc, loại giỏi thì được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Học viên thì được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ Tết theo quy định trong quá trình học tập. Học viên tốt nghiệp ra trường thì được giám đốc, hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp đại học. Học viên tốt nghiệp thì được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan từ thiếu úy đến thượng úy tùy vào từng đối tượng đào tạo và phân công công tác. Những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi thì được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác. Với nhiều giải pháp phù hợp, đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên đã có trên 500 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các nhà trường quân đội, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương nhận hồ sơ đang tiến hành khám sơ tuyển. Thời hạn sơ tuyển dự kiến đến hết ngày 20 tháng 5 2024.
Đây chính là kết quả khả quan đối với công tác tuyển sinh quân sự năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.